Dự nhé. Thì hiện tại từ cái bài giảng này tôi vẫn ghi lại các buổi giảng, chưa các bạn vào sau thì có thể tham khảo được nhé. Chúng ta cứ bắt đầu bình thường nhé. Chết là xin lỗi, hôm nay tôi mới được tin báo cô Lan là lớp chúng ta học ở tiết 3 và tiết 4. Thì có lẽ là giờ học tuần sau tôi sẽ chỉnh lại lịch. Như vậy là thứ sáu tuần sau chúng ta học vẫn là tiết 3 và tiết 4 đúng không ạ? Hôm nay tôi đặt lịch vào tiết 4 với tiết 5. Xin lỗi điều đó. Thế thì bài ngày hôm nay thì tôi có lẽ là tôi sẽ đi liền một mạch. Được chưa? Nếu mà chúng ta cảm thấy nó hơi căng một chút thì chúng ta nghỉ ở giữa một độ tầm 5-10 phút là cùng thôi. Còn không thì chúng ta sẽ đi liền một mạch. Thì tiếp theo cái bài lần trước thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái phần phân loại mạch điện hóa. Thì phân loại mạch điện hóa chúng ta biết là gồm có hai loại mạch. Đó là mạch galvanic và mạch điện phân. Thì tôi cũng vừa hỏi một bạn ở lớp bên A3 thì theo tôi được biết thì phần này thì chúng ta chưa được học. Theo lời của bạn nói là chúng ta chưa học cái phần này ở phần hóa lý. Thì thực ra cái phần điện hóa này nó là giao thoa của hai môn, đó là hóa phân tích và hóa lý. Thì trước kia theo lịch học hoặc cả bên vô cơ thì cũng có thể là giảng một số phần liên quan đến điện cực và mạch của điện hóa. Nhưng bây giờ phần này chủ yếu phân tích sẽ giảng. Thì tôi sẽ nói kỹ hơn phần này một chút. Chưa là mạch galvanic hay còn gọi là khắc kim. Mạch này được sử dụng để tạo ra năng lượng nguồn điện. Còn đối lập với nó đó là mạch điện phân. Thì mạch này được sử dụng để tiêu thụ năng lượng điện. Chúng ta quan sát ở trên hình vẽ này. Đây là mạch galvanic điển hình. Ở bên tay phải của tôi thì người ta biểu diễn là cathode, bên tay trái đóng vai trò là anode. Và cái bên tay trái của tôi ở đây là anode, ở đây thì sẽ diễn ra phản ứng nhường điện tử, tức là kẽm nhường đi hai điện tử tạo thành cáp hai cộng. Và ở bên cathode của tôi là đồng hai cộng nhận với hai điện tử tạo thành đồng. Như vậy cái mạch của tôi, cấu tạo của nó là cathode ở đây là thanh đồng nhúng vào trong dung dịch đồng hai cộng, còn anode ở đây là thanh kẽm nhúng trong dung dịch kẽm hai cộng. Và mạch này có sử dụng cầu muối, người ta biểu diễn bằng hai cái vạch sổ thẳng đứng. Thì thế nào là cầu muối một lát nữa tôi sẽ nói. Như vậy về nguyên tắc ở đây thì ở bên anode đây là quá trình nhường điện tử và đây sẽ đóng vai trò là cực âm. Thì điện tử sẽ di chuyển chiều từ bên tay trái sang bên tay phải qua một cái dây dẫn có điện trở nhỏ. Thì đó là cái cấu tạo của mạch galvanic trong trường hợp này. Chúng ta chú ý về định nghĩa thì không thay đổi, tức là anode là nơi nhường điện tử, còn cathode là nơi nhận điện tử. Còn đối với cả dấu của điện cực thì đối với galvanic thì anode đóng vai trò là cực âm của nguồn điện và cathode đóng vai trò là cực dương của nguồn điện. Thì điện tử chuyển rời từ bên cực âm sang bên cực dương. Nhưng sang đến mạch này là mạch cathode thì chúng ta thấy một điều là mạch cathode ở đây vẫn là điện cực đồng nhúng vào trong dung dịch đồng hai cộng. Nhưng trong trường hợp này thì nó lại tích điện âm, được chưa? Còn anode ở đây bên tay phải của tôi thì đóng vai trò ở đây nó xảy ra phản ứng điện phân của nước. Nước ở đây tham gia phản ứng điện phân ở đây tạo thành oxy cộng với H cộng và tất nhiên là cộng với điện tử. Đó. Thì cái mạch này không sử dụng cầu muối. Ở đây cathode đây thì mô tả một cách ấy là nó là đồng nhúng vào trong dịch đồng hai cộng. Còn anode ở đây thì nhúng vào trong dịch H2SO4. Được chưa? Và cái mạch này không sử dụng cầu muối. Chính vì vậy giữa cathode và anode người ta chỉ biết đúng dấu phẩy thôi. Đó. Thì chúng ta chú ý một cái điều là khác với cả cái mạch galvanic ở phía trên thì cái mạch điện phân ở phía dưới này thì cathode lại là mang dấu âm còn anode lại là mang dấu dương. Đó. Tại sao nó mang dấu âm? Bởi vì chúng ta để ý là cathode ở đây nối với cả cực âm của nguồn điện là nơi có mật độ điện tử cao. Còn anode đây nối với dương của nguồn điện. Chính vì vậy mà điện tử nó sẽ di chuyển theo chiều ngược lại so với cả trong mạch galvanic, ý nghĩa là như vậy. Thì chúng ta hãy quan sát ở trường hợp này. Đây là một cái mạch galvanic ở trạng thái mạch hở. Ở đây cathode ở đây thì đóng vai trò là ở bên tay phải của tôi.
ở đây thì là thanh bạc nhúng vào trong dung dịch là AgNO3. Còn K anode ở đây thì là bên tay trái của tôi, đó là thanh đồng nhúng vào trong dung dịch ở muối đồng sulfat. Và mạch này có sử dụng cầu muối. Cầu muối ở đây là dung dịch KCl bão hòa. Thế nào là cầu muối và vai trò của muối như thế nào thì một lát nữa tôi trình bày. Ở phía để người ta giám sát cái điện thế của kiểu điện thế của mạch này thì người ta sử dụng ở phía trên đây, người ta vẽ màn hình ở đây là một cái vôn kế có điện trở rất là lớn. Thì như chúng ta đã biết rằng là vôn kế có điện trở rất lớn thì không có dòng điện xuất hiện và đi qua là vôn kế. Thì lúc này thời điểm là báo là vôn kế báo là 0,142 V. Đó. Thì thấy một điều rằng là điều này nói lên một điều là cái pin của chúng ta là hiệu dụng, có thể sử dụng được. Động tác tiếp theo ở đây là mạch đóng. Thay vôn kế bằng một cái đoạn dây dẫn có điện trở thấp. Thì nó tương tự như việc là chúng ta lắp cái pin của chúng ta vào đài radio hoặc là lắp vào bóng đèn chẳng hạn để cho đèn sáng. Thì lúc này điện dòng điện sẽ đi được qua cái đoạn dây có điện trở thấp này và theo mũi tên màu xanh ở trên màn hình là nó đi từ bên anode sang cathode đúng theo chiều mà tôi đã trình bày ở phía trước đối với mạch galvanic. Sau một thời gian chạy pin thì sẽ dẫn đến hiện tượng là hết pin. Hết pin ở đây thì nếu như chúng ta lại lắp lại cái vôn kế mà chúng ta đo số chỉ của nó thì chúng ta kiểm soát cái số chỉ của nó thì số chỉ mà nó sẽ chỉ là 0 V. Nếu chúng ta quan sát ở trên đồ thị này thì một cái trục tung ở đây là thế của mạch đo là dòng và trục hoành ở đây là thời gian, thì ta nhận thấy một điều là thế của mạch đo sẽ giảm theo hàm mũ và khi đạt cái trạng thái cân bằng hóa học thì cường độ của nó sẽ bằng không. Đó. Cái câu hỏi đặt ra là chúng ta làm thế nào để hoàn nguyên lại cái giá trị thế ban đầu của pin, thì người ta lúc ấy người ta sử dụng cái mạch gọi mạch điện phân. Nhưng chúng ta để ý nhé, nếu như đối với cái mạch galvanic thì cực đồng đóng vai trò là cực âm đúng không? Và cực bạc đóng vai trò là cực dương, thì trong trường hợp này thì người ta sẽ nối cực âm của mạch galvanic với cực âm của nguồn điện và cực dương nối với cực dương của nguồn điện. Thì chúng ta thấy một điều là rằng cái hiệu điện thế của nguồn điện lúc này nếu người ta đo số chỉ ở vôn kế, người ta chỉ ra là số là 0,450 V. Nói lên một điều là gì? Nếu chúng ta muốn hoàn nguyên lại cái pin ban đầu thì chúng ta phải mắc theo quy tắc là cực âm của nguồn điện, à, cực âm của pin đối với cực âm của nguồn điện, cực dương của pin đối với cực dương của nguồn điện, và cái hiệu điện thế của nguồn điện nó phải lớn hơn cái hiệu điện thế khả dụng của pin. Thì trong trường hợp đó thì pin sẽ được sạc lại đầy đủ, hay nói cách khác là hoàn nguyên lại giá trị. Chúng ta thấy trong trường hợp này thì điện tử nó đã di chuyển theo chiều ngược lại đối với cả mạch galvanic như đã trình bày ở phía trên. Đó. Tại sao lại có khái niệm là mạch galvanic? Bởi vì tên của người phát kiến ra cái mạch này là ông này, là Galvani này. Thì tôi chỉ hỏi câu hỏi suy luận này. Nếu mà nhìn trên màn hình lúc này thì các bạn nào có thể biết là ông này là người nước nào và ông làm nghề gì? Bạn Bùi Thị Hồng Hạnh không? Bạn này có đây không ạ? Hồ Sĩ Sơn à? Alo em đây ạ, thầy có Vâng, nghe rõ chào em bạn. không ạ? Alo. Vâng, tôi cảm ơn. Vâng, tôi cảm ơn. Đi tiếp bạn Sơn trả lời nhé. Vâng, cảm ơn. Thế bạn Sơn, Thầy, tôi biết là ông dạ này vâng. là người nước nào và ông làm nghề gì ạ? Để các bạn nhìn trên cái slide này. Chứ ông là người nước nào? Em là ông là người ông là bác sĩ ạ. Bác sĩ đúng rồi, 1/3. Ông là người nước nào đó, ông làm nghề gì nữa? Italia và Đúng rồi. Và ông làm nghề gì nữa? ông làm Bạn trả lời được 6/7, 6/10 rồi, 7/10 rồi. Một ý nữa. nhà vật lý học. Không, không phải vật lý. Rồi, cảm ơn bạn. Ông này là người Ý. Ông này là giáo sư của trường đại học Bologna. Thì khi ông ấy làm hai nghề ở đây là nghề giải phẫu và nghề thứ hai là bác sĩ.
chứ không phải vật lý. Rất nhiều người nhầm cái từ cuối cùng giống cái từ vật lý, nhưng không phải. Bác sĩ ở đây nó có hai loại: bác sĩ nội khoa, bác sĩ ngoại khoa. Bác sĩ ngoại khoa thì anh có từ riêng, thì ông này thuộc loại bác sĩ nội khoa. Thì chúng ta thấy là ông không phải là nhà hóa học, nhưng ông là người đầu tiên phát kiến, phát hiện ra cái hiện tượng này. Thì ông ấy là giáo sư của trường đại học Bologna. Bologna là một trong trường đại học cổ của thế giới. Thì Bologna thành lập vào năm 1088 và hiện nay vẫn là một trường đại học cổ nhất của châu Âu mà vẫn còn hoạt động. Thế nhưng cái thông tin mà gây ngạc nhiên đối với tôi khi tôi soạn cái bài này, thì tôi tra ra trong số những trường đại học cổ nhất thế giới, 10 trường đại học, cái trường đại học cổ nhất thế giới nó lại nằm ở châu Phi, nằm ở Maroc. Tên cái trường này đọc rất là khó, đọc hơi 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 lằng nhằng một chút. Nó thành lập vào năm 859, 859 tương đối lâu đúng không ạ? Trường học là Anwarawiyin, nghe hơi lằng nhằng. Thì cái trường này thực ra thì họ thành lập và đến ngày hôm nay người vẫn hoạt động được. Nhưng mà chủ yếu ở thời điểm đầu người ta thành lập ấy, thì người ta dạy về giáo lý của Hồi giáo và một số những khoa học về xã hội thôi, chứ không phải khoa học tự nhiên. Còn đại học Bologna thì là đại học cổ của Ý và của châu Âu. Đã. Thế cái phát kiến của ông này nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nó đã mở ra một cái chương mới liên quan đến điện hóa này. Tức là ông bộc lộ cái đùi con ếch này ra, lột cái phần da ra và bộc lộ dưới thần kinh. Và đây người ta trên hình vẽ đây người ta mô phỏng lại cái thí nghiệm này. Nếu người ta dùng cái thanh dị kim loại ở đây là gồm có kẽm và đồng, mà người ta cho tiếp xúc với cả phần sợi dây thần kinh thì bộc lộ ở phần tủy sống ở phần đùi ếch, thì lập tức có hiện tượng co giật. Thì theo mô tả của lịch sử thì ông này ông làm cái thí nghiệm, ông bộc lộ đùi con ếch này ra, ông treo vào một sợi dây đồng và treo lên một cái bao lươn bằng sắt. Thì mỗi một lần gió thổi thì đùi con ếch nó sẽ va đập vào cái bao lươn bằng sắt đó, và lập tức ông ấy nhìn thấy cái hiện tượng co giật. Thì chúng ta biết là ở cái thời điểm cùng thời với ông này thì điện được phát hiện vào năm 1752 ở Benjamin Franklin. Thì ở cái thời điểm đó thì ông ngay lập tức ông nghĩ rằng đó là tác động của dòng điện, và ông đã xuất bản ở bài báo với tiêu đề là dòng điện sinh vật. Tức là ông cho rằng con ếch thì nó sinh ra dòng điện. Nhưng đến thời điểm ngày nay cùng với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật thì chúng ta hiểu rằng cái lập luận đấy là nó không chính xác nữa. Mặc dù người ta vẫn vinh danh ông này, người ta đặt tên cho cái pin gọi là pin Galvanic. Và cái người mà đã chữa cái lỗi cho Galvani để giải thích cái hiện tượng trên đó là Volta. Thì Volta đã biết rằng là con ếch đóng vai trò là dây dẫn thôi, thế còn cái thanh dị kim loại đóng vai trò như một cái pin đó. Thì Volta là một nhà bác học, cũng là một nhà bác học người Ý và là giáo sư vật lý của trường đại học Pavia, là một trong những trường đại học cổ của Ý, và là người đầu tiên gọi là người phát hiện, là người tạo, người sáng tạo ra cái pin gọi là pin Volta. Thế cấu tạo pin Volta là như thế nào? Nếu nhìn trên màn hình này, cái hình vẽ này và cái dòng chữ phụ đề ở đây, thì theo các bạn cấu tạo pin Volta là như thế nào? Từ các bạn Lê Phương Thảo. Bạn này có ở đây không? Và bạn khác nhé. Lê Thị Thu Trang nào. Dạ có ạ. Vâng, chào bạn. Bạn có biết là nếu mà theo mô tả ở đây thì cái pin Volta cấu tạo như nào không? Dạ em cho thấy mạng em nát thì có thể nhắc lại câu hỏi không ạ? Vâng. Nếu mà nhìn ở trên màn hình lúc này nó có hình vẽ là một và nó có cái dòng chữ phụ đề ở đây đúng không? Thì theo bạn thì cấu tạo của pin Volta nó gồm có những bộ phận gì? Gồm có cực âm, cực dương là đồng và kẽm ạ. Và đúng rồi. Và được nhúng ở trong axit hoặc là muối ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn ấy nói thì là về khái quát thì là đúng nhưng mà nó chưa đầy đủ lắm. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta thấy một điều là cái pin Volta cấu tạo của nó cũng đơn giản thôi. Nó gồm có các cái đĩa đồng và đĩa kẽm xếp chồng lên nhau liên tiếp, tức là đồng kẽm, đồng kẽm, đồng kẽm. Và giữa cái đĩa này thì người ta ngăn cách bằng một cái tấm bìa các tông. Cái tấm bìa các tông này được thấm đẫm cái dung dịch chất điện ly là dung dịch muối hoặc là axit. Ở phần cái hình vẽ ở đây thì người ta vẽ ở đây là có hai cái dây ở phần hai phần đầu của pin Volta này nối với cái đèn. Thì về nguyên tắc nối với đèn mà khi hoạt động thì đèn vẫn sáng đó. Thì Volta thì sống cùng thời với cả của Napoleon. Napoleon thì là hoàng đế của Pháp, chúng ta biết rất nổi tiếng rồi, thế kỷ thứ 19. Ông đã trình diễn cái thí nghiệm này cho Napoleon xem và
đấy, cái bức ảnh minh họa lại cái thí nghiệm ông ấy trình bày. Và ở thời điểm này để vinh danh những đóng góp của ông cho nền khoa học thì ông đã được phong tước là bá tước. Thì không biết là cái tước danh đó, tất nhiên là danh hiệu cao quý rồi đấy, thì nó tương đương với cái danh hiệu gì ở cái thời điểm hiện tại của chúng ta, tôi cũng không biết là quy đổi nó như nào cho nó hợp lý. Thế nên nếu như trong cái các nhà bác học của chúng ta học thì có rất nhiều, nói rất nhiều thì cũng không hẳn là đúng, ý sai, có nhiều nhà khoa học đóng góp sự phát triển của xã hội cho đến thời điểm ngày nay về mặt khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên có nếu như có một nhà khoa học nào mà đáng vinh danh hơn thì tôi nghĩ đó là Volta. Lý do bởi ông này phát kiến là liên quan đến điện, và chúng ta đã biết rằng là nếu như bây giờ mà một ngày mà không, thì tình sẽ ra, chúng ta hãy tưởng tượng nhé, nếu không có điện thì hệ thống ngân hàng sẽ ngừng hoạt động, tôi tin chắc là như vậy. Tôi chưa hiểu ngân hàng bây giờ không có điện thì nhập các cái thông tin như nào, hoặc là quy chế quy tắc về rút tiền như nào, tôi chưa hiểu được. Hoặc là điển hình như trường dược của chúng ta chẳng hạn, nếu một ngày mà không có điện mà nó kéo dài hơn nữa, có thể chúng ta học bài được ở trên giảng đường, cái đấy có thể xảy ra, có một số môn có thể thực tập được, nhưng để vận hành một cách trơn tru như bình thường thì tôi nghĩ là không thể được. Đấy là điều của bạn. Và chúng ta biết rằng là tất cả những cái pin, cái hệ pin của máy tính cũng như trong các trang thiết bị hiện đại cho đến ngày hôm nay đều dựa trên cái nguyên lý của cái pin Volta đầu tiên này cả. Nên có thể nói là cái phát kiến của ông này là mang tính chất bước ngoặt mà thay đổi cho nền văn minh của nhân loại. Chính vì cái lý do đó mà tôi nghĩ là nếu có ai đó mà xứng đáng vinh danh hơn cả thì đó là ông này. Nếu mà chúng ta kiểm tra được về sơ lý lịch, gọi là lịch sử liên quan đến ông này, thì ông này thuộc nhóm trẻ đặc biệt, tức là từ bé đã thể hiện cái khuynh hướng không gì đặc biệt cả, và thậm chí thuộc nhóm trẻ là chậm biết nói, tức là đến 56 tuổi mới bập bẹ nói, mà nói khả năng nói rất là khó khăn. Đó. Nếu như ở Việt Nam bây giờ gọi là quy đổi là không không cẩn thận thì suy xét cho mày là nhóm trẻ tự kỷ chẳng hạn, phải đem đi chữa bệnh. Thế nhưng lớn lên mày đóng góp cho khoa học thì là rất rất nổi bật. Và ngoài những đóng góp rất là nổi bật cho ngành vật lý thì chúng ta học thì chúng ta biết được trong hóa học hữu cơ có khí khí mê tan, thì ông này là người đầu tiên phát hiện ra khí đó. Đó. Và có một cái từ mà tôi muốn nói đến với chúng ta, một cái từ rất là cơ bản, cái từ này chúng ta nhìn ở cái phần hộp thoại, chúng ta có biết cái từ pin tiếng tiếng Việt nó xuất phát từ cái từ nào, ý nghĩa nó là gì ạ? Bạn Phan Quỳnh Trang nào. Alo thầy, nghe thầy nói rồi. Vâng, chào bạn. Bạn vâng bạn vâng tôi nghe rõ rồi. Bạn có biết ở trong tiếng Việt có từ lập từ pin đúng không? Bạn đi ra ngoài cửa hàng bạn mua cây củ pin mà bạn đơn giản rồi. Cái từ pin này nó xuất phát từ đâu và nghĩa nó là gì không? Đến ngày hôm nay theo em hiểu cái chữ pin nó xuất phát từ đâu và nó có nghĩa là gì không? Em có hiểu nghĩa nó Em không ạ. không? Được rồi. Thế đến ngày hôm nay thì nếu mà bạn học cái bài này thì bạn biết ý nghĩa của từ đấy. Ở phần trong cái phần hội thoại thì là tôi sẽ chuyển một cái từ, chúng ta nhìn cái từ tôi vừa chuyển rồi, đúng không? Cái từ này tiếng tiếng Pháp gọi là pile, của tiếng Anh gọi là pile. Dịch ra về nghĩa tiếng Việt nó chỉ là sự xếp chồng lên nhau thôi. Nhưng khi Việt hóa thành tiếng Việt thì nó viết thành chữ PIN ngắn thì thành cái pin, thực ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả, gọi là từ mượn thôi, được chưa? Cái bản chất của cái từ là như vậy. Thế thì về mặt khoa học thì chúng ta thấy rằng là để đo cái thế của mạch đo thì người ta dùng hai cái khái niệm trong tiếng Anh, đó là thế của mạch viết là chữ E cell, hoặc là cái thứ hai là sức điện động viết tắt là chữ EMF, thì đơn vị đo của nó đều là V cả, đúng không? Tại sao lại có đơn vị đo là V? Bởi vì trong từ điển tiếng Anh có một cái từ gọi là hiệu điện thế để vinh danh Volta. Volta thì người ta để cái từ này. Thì cái từ này đến ngày hôm nay người ta vẫn dùng tra cứu từ điển, nghĩa là hiệu điện thế. Thì đây là một cái ghi nhận đóng góp của Volta trong cái lịch sử phát triển của nhân loại. Sơ đồ mạch điện hóa. Sơ đồ mạch điện hóa thì đến cái phần này tôi thấy một điều rằng là đây là một cái yếu tố mà nó tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nó lại khiến cho một số không nhỏ sinh viên của chúng ta khi thi không đạt điểm đầy đủ. Lý do tại sao? Nó rất đơn giản thôi nhưng mà làm không đúng.
Cái thứ nhất là theo quy tắc uy pháp thì là anốt viết ở bên tay trái và catốt viết ở bên tay phải. Cứ làm đúng tình trạng như vậy. Trường hợp thứ hai đó là ranh giới hai pha có sự phát triển về thế thì người ta biểu diễn bằng vạch thẳng đứng. Hoặc là chúng ta tạm hiểu là ranh giới phân cách giữa các loại pha. Ví dụ như rắn với khí, rắn với lỏng, lỏng với khí. Thì chúng ta vui lòng ta viết tôi một dấu sổ thẳng đứng. Đạt yêu cầu. Cái thứ ba là nếu như mạch có cầu muối, thế nào là cầu muối một lát tôi trình bày, thì chúng ta biểu diễn cho tôi là hai vạch song song thẳng đứng. Đó. Nó đơn giản như vậy, nhưng mà khi tôi chấm bài từ lúc tôi về trường đến bây giờ, lần nào cũng có người mất điểm phần này, mà không ít người mất điểm ở phần này, điều đáng tiếc. Không biết lý do tại sao, nó cũng đơn giản thôi, tôi chưa hiểu là nó phức tạp ở chỗ nào, mà chúng ta lại viết nó không đạt yêu cầu. Ví dụ trong trường hợp này, ở bên tay trái của tôi thì là chúng ta sẽ có là kẽm nhúng trong dịch kẽm xuyên phát thì đóng vai trò là anốt. Bên tay phải của tôi là đồng nhúng trong dịch đồng xuyên phát thì đóng vai trò là cátốt. Thì cái mạch này viết đúng theo quy tắc của UPAC đó là pin Daniel. Thì ở phía giữa ở đây thì người ta vẽ hai vạch thẳng đứng song song thì là biểu diễn cầu muối. Và chúng ta chú ý là các cái nồng độ của kẽm và nồng độ của ion đồng thì người ta biểu diễn là x mol ở trận đóng mở ngoặc. Đó, thì biểu diễn nó đơn giản vậy thôi. Đối với trường hợp này ở đây thì ở bên tay trái của tôi đóng vai trò là cátốt. À, xin lỗi, bên tay phải là cátốt, bên tay trái là anốt. Thì cái điện cực ở đây là điện cực plati. Đó. Đó là điện cực oxy hóa khử. Cái thanh plati ở đây nó nhúng vào trong cái dung dịch có chứa cặp oxy hóa khử. Đối với bên cátốt thì nó là sắt 3 cộng, sắt 2 cộng. Còn đối với bên anốt thì đó là thiếc 4 cộng và thiếc 2 cộng. Như vậy là bản thân cái điện cực này nó không tham gia phản ứng oxy hóa khử, nhưng nó lại là nơi để các cái cặp oxy hóa khử đến đó thực hiện phản ứng trao đổi điện tử. Đó. Và vạch này có sử dụng cầu muối. Cầu muối thì bản chất của nó đó là ống hình chữ U nhồi gel bão hòa. Dung dịch KCl. Các bạn KCl thông thường người ta dùng có thể là 3,5 m hoặc là lớn hơn 3,7 m gì đó. Mục đích để giảm thiểu tiêu khuếch tán. Thì thế nào là giảm thiểu tiêu khuếch tán? Một lát trong cái phần bài giảng ở phần phía sau, đặc biệt đối với điện cực thủy tinh đo pH, tôi giải thích rất là cụ thể. Còn đây chúng ta hãy tìm hiểu về cái vai trò cầu muối đã. Thì tại sao người ta lại dùng cái KCl này? Đó. Thì việc chúng ta quay lại cái phần slide phần phía trên nhé. Tôi xin lỗi. Chúng ta nhìn cái slide này để chúng ta hiểu lý do tại sao ta phải dùng cầu muối. Nào, bây giờ chúng ta nhìn cái slide này. Nếu như ứng với cái slide này, thì theo chúng ta điện tử nó có chuyển mãi từ bên anode sang bên cathode hay không? Lý do tại sao? Nào, tôi hỏi một bạn này. Bạn Nguyễn Đức Tài nào. Bạn này có đấy không? Em đây ạ. Vâng, bạn có nói to lên, cảm ơn. Bạn có nghe rõ tôi nói không ạ? Vâng, em... bạn có nghe rõ tôi nói không ạ? Có. Vâng. Theo bạn thì với cái sơ đồ ở đây thì cái điện tử nó có đi mãi từ bên cực anode sang bên cathode không, hay là đến lúc nào nó dừng? Em thưa thầy, em nghĩ là đi mãi. Tại sao đi mãi được? Với nguyên tắc điện tử nó sẽ vận chuyển từ nơi có gì? Có mật độ cao đến nơi có mật độ thấp, đúng không? Thế theo em mà như vậy là bên anode nó sẽ là đóng vai trò là cực âm này, cathode cực dương này. Nếu điện tử nó vận chuyển mãi thì cái thế của nó hai bên điện cực này có thay đổi không? Nó phải thay đổi chứ. Nó mất đi điện tử thì với nguyên tắc càng ngày nó càng dương lên, đúng không? Còn một nơi nhận điện tử thì càng ngày làm sao? Càng âm đi, đúng không? Thì đến một lúc nào đó nó sẽ cân bằng về thế thì làm sao có sự vận chuyển điện tử được? Có đúng không em? Vâng, cảm ơn bạn. Chúng ta để ý nhé, nếu như điện tử nó cứ vận chuyển từ bên tay trái sang bên tay phải thì đến một lúc nào đó nó sẽ có sự cân bằng.
Bởi vì một bên thì làm sao càng ngày càng gì dương lên và một bên càng ngày làm sao càng âm đi. Nên kết quả nó sẽ cân bằng điện về thế, nên kết quả là chúng ta sẽ không có dòng điện từ chuyển động nữa. Thế trong trường hợp này thì nếu có cầu muối thì điều gì xảy ra? Chúng ta hãy nhìn ở cái sơ đồ này. Ở đây thì bên anode của chúng ta thì đó là đồng nhường đi hai điện tử tạo thành đồng 2 cộng. Còn bên cathode của chúng ta là bạc nhận với một điện tử tạo thành bạc gì? Bạc kim loại đúng không? Chúng ta thấy một điều là nếu như đồng mà nhường đi hai điện tử tạo thành đồng 2 cộng thì chúng ta đã dương lên một phần bởi vì có ion gì? Ion đồng 2 cộng. Thì trong trường hợp này nếu ta mắc cái cầu muối vào đây thì trong cầu muối nó sẽ phân ly thành hai ion, đó là ion K cộng và ion Cl trừ. Thì nếu như mục đích của làm cầu muối có cầu muối ở đây thì nó trung hòa về điện. Nên nếu như có ion đồng 2 cộng xuất hiện ở đây thì lập tức ion Cl trừ làm sao? Nó sẽ đi từ cầu muối vào trong bên cái điện cực đồng bên này và nó trung hòa cái phần điện tích dương. Ngoài ra thì ion bạc cộng ở đây nhận với điện tử tạo thành bạc đúng không? Mất đi ion bạc cộng thì ion K cộng của cầu muối này nó sẽ đi vào bên điện cực bạc để nó bù trừ lại cái phần lượng ion gì? Ion bạc cộng mất đi. Và kết quả của chúng ta là cân bằng làm sao? Nó bị phá vỡ và điện tử sẽ tiếp tục vận chuyển từ bên gì? Từ bên anode sang bên cathode. Thì đó là ý nghĩa của cầu muối. Thế nhưng vấn đề tôi hỏi một cái câu hỏi suy luận này. Tại sao người ta lại dùng muối KCl? Tại sao người ta dùng muối KCl trong trường hợp này? Tại sao dùng muối KCl nào? Bạn Mai Đức Thắng nào? Tại sao dùng muối KCl không thể dùng muối NaCl được? Alo thầy, có nghe rõ em nói không? Vâng, tôi nghe rõ rồi ạ. Vâng, cảm ơn. Vâng. Hiện tại bây giờ tại dùng sao muối muối NaCl chẳng hạn? Nếu đơn giản hơn. À, mục dùng muối KCl vì câu này là câu hỏi suy luận để đánh đúng. Bây giờ em KCl dễ tan. Hai cái muối dễ tan là NaCl dễ tan là. Hai muối đều phân ly ra thành muối natrium, anion là một cái là K cộng, cái Cl trừ cái kia là Na cộng Cl trừ, nó tương nhau luôn. Lý do tại sao nào? Thành thành muối ca, muối kali sẽ cộng muối của natri. Không, nếu không đúng. Kali, muối natri giá cả như nhau, ta dùng cái muối natri rẻ hơn. Nó phải có lý do đặc biệt người ta mới dùng. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn khảo thứ bạn khác thử bạn khác nhau thì bạn khác thì bạn khác thì bạn em thấy tốc độ ion dương và ion âm bằng nhau. Vâng đúng. Các bạn nào nói đi ạ? Dạ, em ạ. Bạn này bạn Bùi Văn Quân đúng không ạ? Dạ vâng. Có đúng bạn này Bùi Văn? Dạ vâng ạ. Quân đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, tôi sẽ ghi lại bạn này được cộng điểm bài kiểm tra nhé. Rồi nhất trí bạn Bùi Văn Quân này. Bùi Văn Quân. Rồi, lớp này lớp A4 đúng không? Rồi, cảm ơn bạn Quân. Ông bạn nói chính xác rồi đấy. Chúng ta để tưởng tượng nhé. Chúng ta nhìn lên cái màn hình này, chúng ta tưởng tượng này. Nếu như bây giờ cái ion Cl trừ mà nó đi vào bên điện cực đồng ở thời điểm là T0 thì về nguyên tắc nhé, thì nó có phải là nó trung hòa cái phần điện tích dương của ion đồng 2 cộng không? Thì lúc này là bên cái điện cực đồng này là cân bằng với điện tích này. Nhưng nếu như ion Cl, ion K cộng mà nó lại đi vào bên điện cực bạc này ở thời điểm là T0 cộng với delta T, tức nó trễ hơn một khoảng thời gian ấy, thì cái điện tích ở bên điện cực bạc nó vẫn điện tích âm đúng không? Mà chúng ta biết là điện tử thì vận chuyển từ nơi có mật độ cao đến nơi mật độ thấp.
Mà trong khi đó thì bên này là điện tích của nó bằng không, bên này điện tích của nó âm thì điện tử vẫn có thể không thể nào vận chuyển được, đúng không ạ? Điều chúng ta muốn là gì? Là hai cái ion này nó đi vào bên điện cực đồng và điện cực bạc ở cùng một tốc độ, tức thời như nhau. Để đảm bảo làm sao cân bằng được phá vỡ ở hai bên gì? Đồng thời cùng một lúc hai bên điện cực. Thì lúc đó dòng điện nó sẽ di chuyển từ bên anode sang bên cathode được. Đấy chính là lý do tại sao người ta dùng cái điện cực cả, người ta dùng KCL là như vậy. Được chưa? Thì bạn trả lời là đúng rồi đấy. Chúng ta dùng cái KCL bởi vì linh độ của ion K cộng bằng linh độ của ion CL trừ. Tốc độ di chuyển của hai ion này là như nhau. Ngoài ra thì chúng ta nhìn trên màn hình lúc này đây, thì điện cực bạc và điện cực đồng đấy. Chúng ta nhìn nhé, ở bên này nó sẽ là tạo ra ion gì? Ion đồng 2 cộng. Thì lập tức ion CL trừ sẽ vào đây trung hòa. Ở bên này nó sẽ mất đi ion gì? Bạc cộng. Thì lập tức sẽ có sự bổ sung ion gì? Ion K cộng. Và kết quả là dòng điện của chúng ta sẽ tiếp tục xuất hiện. Điện dòng điện tử sẽ di chuyển lập tức từ bên gì? Từ bên điện cực đồng sang bên cực đồng bạc. Đây là một cái pin mà không có cầu muối thì nó sẽ không hoạt động. Ở đây là cathode đóng vai trò, đây là bạc, thanh bạc nhúng ở trong dung dịch. Dung dịch ở đây thì gồm có là muối bạc nitrat. Còn anode ở đây là thanh cadmi và nhúng ở trong dung dịch là muối cadmi nitrat. Tất nhiên là hai cái này nó trộn chung trong dung dịch, không có cầu muối. Thì pin nó sẽ không hoạt động. Nhưng nếu ta có cầu muối thì điều gì xảy ra? Ở đây chúng ta chú ý, người ta dùng cầu muối ở đây là muối KNO3 nhé. Trong một số các trường hợp thì người ta sẽ dùng KNO3 thay vì dùng KCL hoặc là thậm chí là NH4NO3. Nhưng thông thường nhất là dùng KCL. Thì câu hỏi ra là các bạn về nhà để suy nghĩ này. Là trong những trường hợp nào thì không thể sử dụng muối KCL làm cầu muối được. Mà người ta có thể thay bằng dung dịch KNO3 được. Đấy. Thì câu hỏi này hoàn toàn có thể là câu hỏi cộng thêm điểm cho bài thi được. Thì chúng ta có thể là câu hỏi này là câu hỏi cộng thêm điểm cho bài thi. Đấy. Chúng ta chú ý một cái điều ở đây là ở bên này chúng ta thấy một điều là ở bên điện cực cadmi này. Thì chúng ta thấy một điều là vì có sự xuất hiện của ion cadmi 2 cộng nên ion gì? NO3 trừ sẽ được làm sao? Sẽ được mà nhả ra ở bên điện cực cadmi. Còn mất đi ion bạc cộng ở bên cathode thì ion K cộng sẽ làm sao? Sẽ nhả ra bên điện cực cathode. Chúng ta chú ý thêm một cái điều nữa là khi cái ion NO3 bị mất đi ở cầu muối thì lập tức ion NO3 trừ ở bên điện cực bạc cũng có thể đi ngược lại từ bên dung dịch ở của điện cực bạc vào trong cầu muối. Và ion K cộng được mất đi từ cầu muối vào điện cực bạc thì ion cadmi 2 cộng cũng có thể làm sao đi ngược lại ở bên phía từ K anode về cái cầu muối. Tuy nhiên cái lượng ion cadmi 2 cộng và lượng ion NO3 trừ là rất nhỏ. Lý do bởi vì cầu muối chúng ta dùng ở đây là dung dịch KNO3, thường là dùng nồng độ bão hòa, nồng độ cao, và cầu muối tồn tại dạng trạng thái gel chứ không phải là trạng thái dung dịch. Đó. Chính vì vậy cái lượng ion mà đi vào từ các bên, từ mỗi bên điện cực vào trong cầu muối là nhỏ thôi. Đó. Thì qua đây tôi mới thấy có một câu hỏi suy luận nữa này. Tại sao cầu muối đây người ta dùng trạng thái gel này, chứ người ta không dùng trạng thái dung dịch này? Các bạn thử suy nghĩ phần này. Sau đó cái phần mà điện cực thủy tinh đó pH, tôi sẽ quay lại câu hỏi này. Trong cuộc sống của chúng ta thì có một số các trường hợp mà các cái mạch điện hóa thì người ta có sử dụng cầu muối. Tuy nhiên có một số trường hợp lại không. Ví dụ trong trường hợp này, là quy trì axit chẳng hạn. Thì ở đây người ta có hai cái điện cực, đó là cathode ở đây là trì oxit, còn anode đây là trì, đều nhúng trong dung dịch là H2SO4 bão hòa với PbSO4. Thì trong trường hợp này người ta lại không dùng cầu muối. Ở đây thì chúng ta có thể viết cái phương trình phản ứng của cathode ở đây, đó là PbO2 cộng với cả trong môi trường axit phản ứng với cả SO4 2 trừ và nhận điện tử ở đây tạo thành PbSO4 tạo thành cộng nước. Còn anode đây là Pb cộng SO4 2 trừ thành PbSO4 cộng nước, cộng với điện tử, tôi xin lỗi.
Phối hợp nhất hai phương trình lại, chúng ta sẽ có phương trình chung của phản ứng của acquity acid. Thì về cấu tạo của nó, thì acquity acid chúng ta nhìn ở trên màn hình này thì mỗi một cái đơn vị acquity acid ở đây thì có các cái bản dương và bản âm. Và người ta vẽ ở đây là các cái bản màu đỏ là các cái bản ngăn cách. Bởi vì chúng ta phải chống cái hiện tượng chập mạch thì chúng ta phải ngăn cách bản dương với bản âm. Và các cái acquity acid ở đây thì được mắc nối tiếp với nhau thông qua một cái dây kim loại. Ở phần phía đầu của cái hộp acquity acid ở đây thì có hai thanh chì. Thì đây là cái cấu tạo của acquity acid mà cái loại acquity này có thể sạc lại hàng trăm lần đối với cả các cái hệ xe cũ của Trung Quốc và Liên Xô cũ thì người ta dùng cái acquity này. Cách xác định thế điện cực. Cách xác định thế điện cực ở đây thì người ta dùng mạch galvanic với điện cực hydro chuẩn làm so sánh. Chúng ta phải chú ý một cái ghi chú như vậy. Thì trong trường hợp ở đây thì chúng ta để ý này, tại sao tôi phải nhấn mạnh cái điện cực này? Ở đây là hình tôi lấy đúng một xe giáo khoa ra. Thì cái mạch này có sử dụng cầu muối này. Ở bên tay trái của tôi, ở bên tay phải tôi nói trước đó là cathode điện cực đồng. Còn bên tay trái của tôi đó điện cực hydro, điện cực hydro chuẩn. Chúng ta chú ý nhé, ở sách giáo khoa người ta viết là PT dấu phẩy, xong là H2 mở ngoặc P bằng 1 atmosphere số sổ, H cộng 1 M đấy. Thì về nguyên tắc cái phần giữa hydro và H cộng, người ta viết dấu sổ hoàn toàn là đúng rồi, vì đây là cái ranh giới phát triển thế hoàn toàn đúng rồi. Thế nhưng ở cái phần đầu tiên này, thì cái lời khuyên của tôi này, chúng ta nên thay cái dấu phẩy bằng dấu sổ thẳng đứng. Bởi vì như tôi đã nói ở phần trên này, để tránh có nhầm lẫn ý, ranh giới giữa các pha đó là pha rắn với lỏng, rắn với khí hoặc lỏng với khí, chúng ta vui lòng ta viết tôi dấu sổ thì khỏi phải lăn tăn về cái chuyện đúng sai, cứ thể hiện một dấu sổ chính xác nhất, được chưa? Thì trong trường hợp này thì đây là cái xác định của điện cực đối với cả đồng. Nhưng người ta lại chú ý với các cái kim loại hoạt động hơn đối với hydro, ví dụ như là kẽm, cadmi thì người ta lại bố trí theo chiều ngược lại. Tức là chiều điện cực hydro đóng vai trò là cathode, còn điện cực chúng ta quan tâm đóng vai trò là anode. Và người ta có một cái chú ý theo quy tắc của Hippocrates là gì? Là dấu của thế điện cực được xác định bằng dấu của điện cực này khi ghép với điện cực hydro chuẩn của mạch galvanic. Đó, cái chú ý này rất quan trọng. Nhưng tôi có một câu hỏi suy luận. Nếu như bây giờ đối với cả cái điện cực kẽm này, tức là thanh kẽm nhúng vào trong dịch kẽm 2 cộng với hoạt độ bằng 1 mol, mà tôi lại bố trí nó sang cái vị trí tay phải của tôi, tức là đóng vai trò là cathode. Thế còn điện cực hydro chuẩn đóng vai trò là anode, thì bố trí như vậy có được không? Lý do tại sao? Nào, câu hỏi suy luận nào. Bạn Nguyễn Thị Hồng Diệp nào. Bạn này có đây không ạ? Bạn Nguyễn Thị Minh Hằng này. Vâng, hai bạn chưa có đây. Bạn Nguyễn Tuấn Hùng này. Hay Tuấn Hưng. Thương ạ. Vâng, chào bạn. Vâng ạ. Theo bạn thì tôi mắc như thế có được không? Có đo được không? Em nghĩ là không ạ. Tại sao? Bởi vì là điện cực của các kim loại hoạt động hơn thì nó có điện tích lớn hơn ạ, thì nó phải là ở bên anode ạ. Âm hơn. Có nghĩa là nó bị cháy dối ạ. Thì cái e-pin lúc này nó sẽ âm ấy, thì nó sẽ không được ạ. Cái âm hơn hay dương hơn là theo quy tắc của Hippocrates đúng không? Vâng. Đấy là quy định thôi. Chứ còn về mặt thực tế nhé, nếu tôi đoạn đảo cái điện cực này lại tôi có đo được không nữa? Nó có số chỉ vô kế nó có hiện hay nó không hiện? Nó không hiện ạ. Ừ. Tại sao nó không hiện? Nếu mà so sánh thì nó phải ra số dương, sao nó lại không hiện được? So sánh ra số dương nhưng mà nếu như mà đảo cực lại thì nó sẽ là
Theo em nghĩ là nó sẽ hiệu điện thế, nó sẽ là bị thành là trừ ạ. Một cái nó sẽ bị trừ, nó sẽ không ra số dương và không có được ạ. Ờ, bạn này trả lời như vậy. Rồi cảm ơn bạn. Từ bạn khác nhé. Bạn Phan Quỳnh Trang. Hello thầy, có nghe em không ạ? Vâng, chào bạn. Bạn đã nghe tôi hỏi bạn, nếu bạn trả lời theo ý của bạn thì nếu tôi đảo lại thì có đo được không? Tại sao người ta lại quy định cái kẽm ở bên tay trái này? Tại sao lại không quy định ở bên tay phải? Nếu mà đổi lại thì nó không được ạ. Alo, thầy có nghe nói không ạ? Vâng, tôi đang nghe đây, Vâng. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn bạn, bạn Trang nhé. Rồi nhé, chị. Rồi. Đây cũng là trả lời cho một câu hỏi mà tôi, tại sao tôi phải nói ra câu hỏi này? Bởi vì câu hỏi này nó liên quan đến cái trả lời cho phần bài thi. Đó. Rất nhiều bạn khi làm cái bài thi về phần điện cực này, khi thấy cái E của mạch nó là âm thì lập tức đổi chiều điện cực. Cái điều này là điều tối kỵ, không bao giờ được làm như vậy. Cái thứ nhất, như chúng ta đã xem ở phần phía trên ấy, thì cái pin galvanic nó không hoạt động, tôi nhấn mạnh nó không hoạt động khi hiệu điện thế của nó bằng 0 thôi. Còn nếu hiệu điện thế của nó khác 0 thì nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu mà hiệu điện thế của nó là dương thì chúng ta đã mắc đúng chiều của dòng điện. Mắc đúng chiều. Còn nếu hiệu điện thế của nó là âm thì ta mắc ngược chiều. Còn trong cái trường hợp này nhé, trong cái trường hợp của quy tắc Upac này, nếu bạn trả lời đúng theo quy tắc của Upac thì hoàn toàn là đúng thôi, quy tắc quy định. Nhưng tại sao người ta quy định như vậy? Bởi vì chúng ta mường tượng cái phản ứng nhé. Chúng ta suy nghĩ này. Nếu bây giờ tôi nhúng một thanh kẽm vào trong một cái dung dịch HCl thì phản ứng có xảy ra hay không? Câu trả lời là có, đúng không? Kẽm cộng với HCl ai cũng biết tạo thành kẽm ZnCl2 cộng với cái gì? Hiđro bay lên, đúng không? Thì bản chất của cái phản ứng này là phản ứng gì? Kẽm nhường đi điện tử tạo thành kẽm 2 cộng. Nếu mà kẽm nhường cái điện tử thành kẽm 2 cộng thì cái phản ứng đó là phải là phản ứng gì nào? Phản ứng của anode. Được chưa? Tương tự như vậy, tại sao người ta đồng dùng đồng là bên cathode? Bởi vì chúng ta nhúng cái đồng vào trong dịch HCl thì có phản ứng hay không? Câu trả lời là không, đúng không? Như vậy đối với phản ứng của đồng người ta viết ở bên cathode ấy, thì người ta chỉ viết là phản ứng của đồng 2 cộng cộng với 2 điện tử tạo thành gì? Tạo thành đồng. Chứ không bao giờ người ta viết là đồng nhường đi trừ đi 2 điện tử tạo thành gì? Đồng 2 cộng cả. Về nguyên tắc nhé, nếu các bạn đảo lại cái vị trí của điện cực thì cái số chỉ của gì? Của vôn kế này nó sẽ đảo chiều. Đơn giản vậy thôi. Chứ không có cái lý do gì mà lại là nói là không đo được cả. Không biết giải thích như vậy thì bạn Quân vừa rồi nghe rõ chưa? Vâng, bạn vừa rồi bạn nghe rõ chưa? Dạ rồi ạ. Vâng. Chính vì thế tại sao tôi muốn nhắc một điều là gì? Chúng ta đọc cái câu hỏi bài thi, chúng ta đọc rất kỹ. Đầu bài ra như thế nào, chúng ta làm đúng tình trạng như vậy. Chúng ta vẫn viết phản ứng cathode là nhường điện tử. Cathode là nhận điện tử và anode là nhường điện tử, đúng chưa? Và vẫn có phản ứng tổng cộng. Nhưng chúng ta biện luận nếu như cái mạch galvanic đó mà E mà làm sao nhỏ hơn không thì chúng ta kết luận là phản ứng diễn ra theo chiều gì? Ngược lại. Đấy là kết luận chính xác. Chứ không phải là chúng ta nhìn thấy cái mạch nó là nó đang là nhỏ hơn không như vậy mà chúng ta tự ý chúng ta đổi lại cái chiều cái mạch. Cái điều đấy là điều không nên làm. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý tôi một số cái chi tiết như vậy. Rất nhiều bạn đọc cái bài thi mà cứ nhìn thấy mạch là giá trị âm là tức đổi chiều, cái đấy là không đúng đâu. Mạch người ta đo, thực ra đo phép đo là so sánh cathode với anode thôi. Nó giống như là chúng ta lấy không trừ đi một số và lấy một số trừ đi không thôi. Đấy là lý do tại sao mà khi chúng ta dở sách hóa phân tích 1 ấy, ở cái bảng phụ lục của cuối sách ấy, thì có một số thuế oxy hóa khử của nó làm sao chuẩn nó là dương mà số thuế là âm. Dương có nghĩa là lấy giá trị của nó trừ đi không. Còn âm mà lấy không trừ đi nó tương tự như cái trường hợp ví dụ của kẽm hay là của đồng thôi. Thì chúng ta chú ý nhé. Đọc thật kỹ bài thi và tìm câu trả lời nó chính xác. Chứ không phải là cứ vào bài thi là nhìn thấy nó nhỏ không mà đổi chiều điện cực đâu.
điện cực so sánh. Điện cực so sánh ở đây thì chúng ta chú ý một cái điều là về nguyên tắc điện cực so sánh ở đây, có lẽ là chúng ta sẽ làm một mạch nhé. Chúng ta làm một mạch, chúng ta sẽ nghỉ sớm nhé. Chúng ta làm một mạch thôi. Điện cực so sánh ở đây là có thế ổn định và không đổi, và dùng để xác định thế của điện cực khác. Chính vì vậy nó có ý nghĩa so sánh là như vậy. Thì cái điện cực so sánh ở đây nó có một số các yêu cầu cơ bản. Yêu cầu thứ nhất là bền, bền về thời gian, về nhiệt độ. Cái thứ hai là lặp, độ lặp phải đạt yêu cầu. Độ lặp của chúng ta biết rồi, đó là sự phù hợp giữa các kết quả với nhau. Tức là chúng ta đo lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì kết quả các lần nó phải có sự tương đồng với nhau. Cái thứ ba ở đây là người ta yêu cầu là không có hiện tượng phân cực điện cực, hay nói một cách khác là có thế không đổi khi có dòng nhỏ. Cái thứ tư là cấu tạo đơn giản, và cái thứ năm là tiện sử dụng. Thì đây là các yêu cầu đối với điện cực so sánh lý tưởng thôi. Còn trên thực tế thì hiếm khi có một cái điện cực nào đáp ứng đầy đủ các điều kiện này cả. Thế thì trước khi đi vào cái điện cực so sánh cụ thể ở đây thì tôi có đề cập đến một số các cái thông số ở đây, đó là thế chuẩn. Thế chuẩn ở đây thì người ta viết tắt để chữ là chữ E0. Đó. Điều kiện chuẩn. Thế nào điều kiện chuẩn? Điều kiện chuẩn là điều kiện đo tất cả các thông số của nó với điều kiện là hoạt độ bằng mấy, bằng 1 thì gọi điều kiện chuẩn. Chúng ta chú ý nhé, ở trên màn hình lúc này thì tôi viết ở đây nó là điện cực hiro chuẩn. Viết tắt là chữ SHE. Chúng ta để ý nhé, cái chữ plati ở đây, tôi viết PT ở đây, tôi viết dấu sổ ở đây. Đấy, như tôi nói phần phía trên thì phân cách giữa các pha. Rắn khí lỏng khí hoặc là khí lỏng thì chúng ta vui lòng tôi biết tôi một dấu sổ là an toàn nhất. Đấy. Và nồng độ hiro ở đây là 1 atmosphere, áp suất của nó là 1 atmosphere, và cái nồng độ H cộng ở đây, hoạt độ của nó là bao nhiêu đây, là 1 mol. Nếu như tôi biết như này thì cái điện cực hiro chuẩn đấy đóng vai trò là gì, là anode. Còn nếu như tôi biết ngược lại thì đóng vai trò là gì, là cathode, được chưa? Đây là một cái sơ đồ để tôi minh họa cho dùng cái điện cực hiro chuẩn đóng vai trò là cathode, có sử dụng cầu muối để xác định cái điện cực chuẩn của bạc, cái thế oxy hóa chuẩn của bạn. Thì ở đây thế oxy hóa chuẩn của bạn dựa trên cái điện cực bạc ở đây là một thanh bạc nhúng vào trong một cái dung dịch có chứa cái ion bạc cộng, ở đây có hệ số hoạt, có nồng độ hoạt, nồng độ của nó là bằng 1, đấy tức là hoạt độ của ion bạc cộng 1. Thì chúng ta tìm được cái số đo của nó là 0,799V. Thì đây chính là cái số đo mà chúng ta tra bảng ở sẽ có phân tích 1 ra. Thì cái điện cực hiro chuẩn đấy nó sẽ có một số các cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất mà người ta phải đề cập đến đó là chuẩn quốc tế, nó mang tính chất là phổ cập và dùng để so sánh trên bình diện quốc tế. E0 của nó được coi là bằng 0. Đấy. Và cái điện cực này có một ưu điểm nổi bật thứ hai, đó độ lặp của phép đo tương đối cao. Ví dụ như cộng trừ có 1 mV thôi. Nhưng nhược điểm là gì? Nhược điểm ở đây thì là cái thanh plati nó dễ bị hỏng do các cái chất hữu cơ, hoặc là các cái muối sulfit hoặc là cyanide. Cái thứ hai là nếu như chúng ta triển khai cái điện cực hiro chuẩn này thì mỗi một lần đo chúng ta phải sụp cái khí hiro, mà khí hiro thì lại gây nổ. Và cái thứ ba ở đây là người ta dùng một số các cái axit mạnh là cái dung dịch đệm ở phía trong của điện cực, đó là H2SO4 và HCl để tạo một môi trường H cộng. Chính vì vậy cái điện cực hiro này nó chỉ có ý nghĩa về mặt chuẩn quốc tế thôi, mang tính chất so sánh thôi, chứ trong thực tế triển khai các phép đo điện hóa thì nó không được sử dụng nhiều. Ngoài cái điện cực hiro chuẩn ở đây thì tôi muốn đề cập ở đây có một cái điện cực hiro nữa, điện cực hiro bình thường. Đấy. Thì người ta viết tắt là chữ NHE thôi. Chúng ta chú ý điện cực hiro bình thường khác điện cực hiro chuẩn là điểm gì? Là một trong các cái điều kiện của nó là không phải điều kiện tiêu chuẩn. Ví dụ như là áp suất của nó có thể là khác 1. Đó. Hoặc là cái nồng độ H cộng của nó có thể là khác 1 mol. Như trong trường hợp trình bày ở trên màn hình lúc này thì áp suất hiro thì vẫn bằng 1 atmosphere. Thế nhưng cái nồng độ của axit sử dụng đó là X mol, là axit HCl, chứ không phải là 1 mol như ban đầu nữa. Chính vì vậy mà khi chúng ta đọc bài thi, chúng ta phải chú ý kỹ cái thông số này. Nếu như bài thi mà cho rõ là điện cực hiro chuẩn thì mặc định chúng ta thay vào cái thế của nó bằng 0, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu như nó không phải điện cực hiro chuẩn, trong trường hợp này người ta cho là cái nồng độ H cộng là X mol,
thì chúng ta vui lòng đã áp dụng tôi cái phương trình NET để tính cụ thể ra cái thế điện cực. Còn những bạn nào mà cho vào thế bằng 0 thì lập tức sẽ mất điểm. Cái điện cực thứ hai mà tôi muốn đề cập đến trong cái phần này đó là điện cực bạc clorit. Điện cực bạc clorit ở đây thì cấu tạo rất đơn giản thôi. Nó gồm có dung dịch KCl và có một cái sợi bạc ở đây nhúng vào trong dung dịch KCl. Bên ngoài cái sợi bạc nó có phủ lớp AgCl. Đó. Và cái phần đầu của điện cực này thì người ta để một cái phần gọi là phần tạm dịch cho tiếng Việt nhé, là phần sợi bấc. Nó không phải là một cái sợi như giống bấc đèn cồn đâu, mà cái phần này thực ra là cái phần màng xốp. Nó biểu diễn cho chỉ thị cho nó chỉ dẫn cho một điều là cái dung dịch ở bên trong điện cực và dung dịch ở bên ngoài điện cực tiếp xúc, nó cân bằng với nhau qua cái phần sợi bấc này. Thế thì cái điện cực bạc clorit ở đây thì nó có phương trình cấu tạo rất đơn giản thôi. Phương trình đầu tiên là phương trình phát triển thế, là do cái phản ứng của bạc cộng nhận với điện tử tạo thành bạc, đúng không ạ? Cái thế E0 của điện cực thì là xấp xỉ ở đây là 0,222V, và so với điện cực kilo chuẩn đo ở điều kiện là 25 độ C. Ưu điểm của nó là sử dụng tương đối phổ biến, có thể nói là một trong những điện cực so sánh phổ biến nhất cho đến thời điểm này. Nó thuận tiện cho việc sử dụng và tương đối bền. Nhưng nhược điểm của nó là độ tan của muối KCl nó phụ thuộc vào nhiệt độ. Trên màn hình lúc này tôi biểu diễn đây là mối tương quan giữa thế và nhiệt độ. Từ DE chia DT thì bằng là trừ 0,73 mV trên 1K. K ở đây là độ Kelvin. Thế nói đến cái điện cực bạc clorit ở đây thì chúng ta chú ý một cái điều cơ bản là bạc clorit là một điện cực so sánh, nhưng nó là so sánh thứ cấp. Bởi vì cái thế của nó cũng được xác định thông qua việc ghép cặp với điện cực hydro chuẩn. Đó, như trên màn hình ở đây thì nó đóng vai trò là điện cực cathode. Còn so sánh với điện cực hydro chuẩn đóng vai trò là anode, thì cái số chỉ của điện cực này, cái E của điện cực này nó sẽ hiện số chỉ ở đây là 0,22V. Đó. Thế riêng cái phần mà điện cực bạc clorit ở đây, tôi có một cái chú thích liên quan đến phần sách giáo khoa này. Nếu chúng ta dở sách giáo khoa ra, tôi sẽ cho chúng ta quan sát cái phần sách giáo khoa này. Xin lỗi chờ tôi một lát, thì tôi sẽ chia sẻ màn hình. Nó sẽ nằm ở cái mục số 1231, tôi chia sẻ màn hình bây giờ đây. Bây giờ chúng ta quan sát cái mục 1231 này và xem tôi cách trình bày trong sách giáo khoa thì có điều gì bất ổn không, cái gì cũng ổn cả. Vâng, chúng ta nhìn thấy màn hình chia sẻ rồi. Nó nằm ở trang sách giáo khoa mà chưa tái bản, thì nằm ở mục 1231 điện cực bạc clorit. Đó. Thì người ta có xây dựng công thức tính, đó, và trình bày các cái chỉ số tính ở đây. Thì theo chúng ta nhìn có ổn không? Hay là có điểm nào bất ổn không? Bạn nào phát hiện được cái bất ổn ở đây không? Anh thử nhìn cái gì nó ổn cả. Có bạn nào phát hiện được cái bất ổn không? Bạn nào phát hiện được chính xác cái này mà chữa được cái này thì tôi sẽ cộng điểm và kiểm tra. Em thưa thầy là cái chỗ E Ag cộng trên AgCl thì phải đổi lại là E của AgCl trên Ag cộng. Em nói lại em nào. Em phát hiện thì đúng rồi nhưng em chữa lại không đúng đâu. Em bình tĩnh em chữa lại em nào. Bạn Chu Ánh Tuyết đúng không ạ? Dạ vâng bạn ạ. Phát hiện được chỗ đấy thì chỗ đấy thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ bạn chữa được đã. Bạn chữa ra lại đã. Chữa lại nào cho đúng nào. Cái E0 đấy là E0 của cái gì nào? Biết thế nào thì đúng không? Đây,
Em nhìn cái E0 nhỏ đây rồi gì? Người ta biết là E0 của AG cộng dấu sổ AGCL, viết như này là sai. Đúng rồi, tôi đồng ý. Thì chữa lại thế nào cho đúng? Em nhìn được phương trình thôi. E của AGCL trên AG cộng. Đâu, lần qua AG cộng. AGCL nhận điện tử để làm gì? E của AGCL trên AG ạ. À? Rồi, cảm ơn. Thôi rồi, để tinh thần động viên cho bạn xung phong bài giảng nhé. Bạn tên là gì nhỉ? Em tên là gì nhỉ? Em tên đầy đủ là gì nhỉ? Chu Ánh Tuyết đúng không? Em tên là Chu Ánh Tuyết ạ. Rồi, tôi sẽ ghi tên bạn này lại nha. Chu Ánh Tuyết, rồi, chờ tôi một lát. Vâng, tôi sẽ cộng điểm cho bạn này mà kiểm tra này. Bạn nói đúng rồi đấy. Chúng ta chú ý nhé. Chúng ta chú ý là bao giờ chúng ta viết cái phần biểu diễn thì bao giờ viết là dạng oxy hóa trước và dạng khử sau. Nếu ta để ý ở cái phương trình tổng hợp ở đây thì nó viết là AGCL cộng với E tạo thành AG cộng với CL trừ. Thì chúng ta tạm hiểu đây AGCL đóng vai trò là dạng gì? Dạng oxy hóa, còn AG đóng vai trò là dạng gì? Dạng khử. Đó. Thế chúng ta biết là E0 là AGCL dấu sổ AG. Đấy. Thì cái E0 này chính là E0 của cái điện cực bạc clorit này. Và nếu người ta chứng minh cái điện cực bạc clorit như tôi nói ở phần phía trên thì E0 của nó là bằng bao nhiêu đây? 0,22V. Được chưa? Và ở cái bảng ở phía dưới này thì người ta có một loạt các cái thông số người ta tính sẵn ở đây. Ở các cái nhiệt độ khác nhau tương ứng các cái nồng độ của KCl. Ví dụ như là 3,4 mol chẳng hạn. Ở nhiệt độ tầm 25 độ C chẳng hạn. Ở nồng độ bão hòa chẳng hạn. Thì nó là 0,199 vôn. Đấy, còn ở 3,5 m thì đây là 0,205 vôn. Tất nhiên những cái số này thì đến bài thi người ta lại cho chúng ta chẳng ai nhớ được con số này cả. Đó. Thì đó là nội dung của điện cực bạc clorit. Thì điện cực bạc clorit ở đây thì nó sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng trong để làm điện cực so sánh. Thì nói điện cực bạc clorit ở đây này, chúng ta đọc cho tôi cái phần sách giáo khoa ở phần này. Đây nó nằm ở mục bao nhiêu đây, tôi nhắc lại đây. Nằm ở mục là 1231. Đấy. Bây giờ chúng ta tranh thủ này, chúng ta làm luôn cho tôi một cái bài tập chữa luôn. Này. Là chúng ta làm cho tôi cái bài tập này. Làm cho tôi bài tập là 12-14. Đây. Làm tương tự như là bài tập ở phía trên. 12-14 ta làm luôn. Xong một lát tôi chữa luôn được. 12-14. Làm cho tôi câu ít nhất là câu A và câu C. Đấy, còn đến câu B thì một lát tôi sẽ nhắc về cái liên quan này. Mà vì nó có liên quan đến calomen bão hòa. Ta làm câu A và câu C mà. Các bạn làm đi. 5-10 phút tôi chữa xem tình hình nào. Làm tương tự như bài điện cực bạc clorit.
Vâng, nếu đến thời điểm này thì ở lớp chúng ta đã làm được bài này chưa? Rồi ạ. Vâng. Chắc là làm bài này thì ổn đúng không? Chúng ta làm tương tự như phần phần bài phía trên đúng không? Tôi lượt qua một chút về cái cách làm nhé. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được thôi, không vấn đề gì cả. Đầu tiên là chúng ta viết cho tôi cái phương trình gì? À, cân bằng của muối ethan ở đây là Ag2S đúng không? Thì Ag2S cân bằng với 2Ag cộng cộng với S2 trừ đúng không? Thì cái phương trình mà tạo thế ở đây là gì? Là Ag cộng cộng với E cân bằng với gì? Ag. Thì chúng ta nhân cho tôi cái phương trình này với hai lần lên và chúng ta hợp nhất hai phương trình lại với nhau. Thì kết quả chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có Ag2S cộng với 2 điện tử cân bằng với gì? 2Ag cộng với S2 trừ. Thì đó chính là cái phương trình của đầu bài đã nêu đúng không? Thế thì trong cái phương trình này thì chúng ta viết cho tôi cái phương trình là E thì sẽ bằng E0. E0 tất nhiên là E0 của bạc rồi. E0 của Ag cộng dấu sổ Ag cộng với 0,0592 chia cho 1 và nhân với log của Ag cộng. Tại sao tôi nhấn mạnh ở chia cho 1? Bởi vì bạc ở đây nó chỉ trao đổi là nhận một điện tử thôi. Đó. Nhưng chúng ta lại có cái phương trình là tích số tan của gì? Của Ag2S thì bằng là Ag cộng tất cả bình phương nhân với S2 trừ. Thì cái Ag cộng ở đây thì nó sẽ bằng là tích số tan của Ag2S chia cho gì? Tích số cho nồng độ của S2 trừ và khai căn bậc 2 ra. Thì chúng ta sẽ thay cái phương trình, cái giá trị của Ag cộng này vào cái phương trình ở phía trên. Sau khi chúng ta nhóm toàn bộ cái giá trị E0 của Ag cộng, dấu sổ Ag cộng với 0,0592 chia cho 2 nhân với log của tích số tan của Ag2S lại. Thì cái giá trị đó chính là giá trị E0 của gì? Của cái điện cực là Ag2S dấu sổ Ag. Thế còn cái phần còn lại chúng ta có là trừ 0,0592 chia cho 2 đúng không? Nhân với log của gì? Của S2 trừ. Và chúng ta biết là trừ log của S2 trừ thì chính là PS. Thay số chúng ta sẽ tính không? Đáp số sẽ qua phần chương cuối cùng chúng ta có nói cái phần phụ lục rồi. Có lẽ là tôi sẽ không nói thêm phần này nhé. Nếu lớp chúng ta làm ổn phần này là ổn rồi. Bây giờ tôi sẽ nói tiếp này. Và chúng ta chờ một chút tôi chia sẻ lại cái màn hình. Yeah. À, tiện đây tôi nhắc luôn lớp chúng ta nhé, là đến buổi học tuần sau thì chúng ta như là chúng ta vẫn học từ theo thời khóa hiểu mà mới sửa cô Lan mới công bố đây, chúng ta học bắt đầu tiết 3 đúng không? Tiết 3, tiết 4. Và nếu có thừa thời gian là tôi sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên luôn một bài khoảng tầm 10 phút gì đó. Thì các bạn cán bộ lớp thì nhắc nhở lớp chúng ta có mặt đầy đủ nhé. Vì như tôi đã công bố cái lần đầu tiên ấy, là bài kiểm tra thường xuyên là tôi sẽ không bố trí lại đâu. Nên bạn nào phóng mặt sẽ không có điểm đâu. Nếu chúng ta chú ý bắt đầu từ buổi tuần sau có thể là chỉ kiểm tra luôn. Đây chúng ta sẽ đi tiếp. Trong cái phần này chúng ta sẽ có cái định cực Calomen ở đây. Định cực Calomen ở đây thì chúng ta cấu tạo của nó thì nó rất đơn giản thôi. Nó gồm có ở phần phía ngoài này, thì ở phần phía trong trước này. Với trong một trước thì người ta gồm có hỗn hợp là thủy ngân với cả thủy ngân calomen. Calo thủy ngân calomen thì chúng ta biết là có là thủy ngân 1 đúng không? Nó được chứa trong một cái ống thủy tinh ở phía trong. Ống nhựa ở phía trong. Và ở phần phía đầu này thì người ta để cái thủy tinh freeze. Thủy tinh freeze là thủy tinh mà có thể là dạng thủy tinh xốp mà nó có thể cho các cái ion nhỏ đi qua được, tạo cân bằng. Toàn bộ cái phần ống đó thì người ta được nhúng vào trong dịch KCl bão hòa. Ở đây ta thông thường người ta dùng định cực Calomen bão hòa. Nếu mà nói KCl bão hòa thì nó gồm có hai phần. Phần nhất là phần dung dịch, phần thứ hai là phần tinh thể KCl. Và ở phần đầu người ta cũng vẽ một cái phần nhỏ ra là phần sợi bấc. Nó không phải là giống như cái bấc đèn cồn như tôi đã nói.
và bản chất của nó, người ta muốn nhấn mạnh một điều là cái phần cân bằng của dung dịch ở phía trong và bên ngoài được thông qua cái phần sợi bắp này, bản chất của nó là cái màng xốp. Nói đến cực calomen ở đây, bão hòa ở đây, người ta viết tắt là chữ SCE ở đây. Thì nếu như chúng ta viết phương trình cân bằng của điện cực ấy, thì chúng ta lưu ý, chúng ta viết cho tôi là HG22 cộng với 2 điện tử tạo thành cân bằng, đấy là 2HG, đúng không? Và chúng ta viết cho tôi cái phương trình cân bằng của muối itan ca thủy ngân calomen ấy, là HG2Cl2 cân bằng tạo thành HG22 cộng với 2Cl trừ. Đấy, chúng ta hợp nhất hai phương trình này lại, chúng ta có cái phương trình chung của điện cực này. Thì cũng giống như điện cực bạc clorit ở đây, thì chúng ta sẽ có cái E0 của điện cực này, nếu mà so với điện cực hiđro chuẩn ở 25 độ C thì giá trị của nó là 0,24V. Nó có ưu điểm. Ưu điểm ở đây là sử dụng rất là nhiều và có thể nói là phổ biến trong cực phổ ở cái thời điểm mà môn này được phát triển. Nhưng mà cho đến thời điểm ngày nay thì cực phổ chủ yếu người ta lại dùng cái điện cực là điện cực bạc clorit. Tuy nhiên điện cực calomen vẫn có ý nghĩa nhất định của nó. Nhược điểm của nó thì là thủy ngân là độc, và cái độ tan của muối KCl thì cũng giống như điện cực bạc clorit ở phía trên, thì nó phụ thuộc vào nhiệt độ. Ở đây người ta biểu diễn cái phương trình là dE trên dt thì sẽ bằng là trừ 0,73 mV trên K. Khi đi đến phần này rồi thì tôi sẽ nói qua một chút liên quan đến cái phần điện cực chỉ thị kim loại. Điện cực chỉ thị kim loại ở đây thì người ta có hai yêu cầu cơ bản. Yêu cầu thứ nhất là phải đáp ứng nhanh và lặp lại khi thay đổi nồng độ của chất phân tích. Và yêu cầu thứ hai là đảm bảo về độ bền hóa học, hay nói cách khác là chơ, không tác dụng với các cấu tử khác trong dung dịch nghiên cứu. Thì đó là hai yêu cầu cơ bản của điện cực chỉ thị kim loại. Về các cái loại điện cực chỉ thị kim loại thì tôi đưa đúng cái thông tin ở sách giáo khoa thôi, không gì đặc biệt cả. Nhưng tôi nhấn mạnh là khi chúng ta làm bài thi gặp những câu hỏi như vậy thì chúng ta mô tả cho tôi tuần tự và đủ ý sẽ có điểm. Tôi liệt kê ở đây. Ví dụ như loại nhất này thì là mô tả của nó là kim loại được nhúng vào trong dung dịch có chứa ion một kim loại đó. Ví dụ như đơn giản nhất là thanh bạc nhúng vào trong dung dịch có bạc cộng. Loại thứ hai là kim loại bao bọc ở ngoài lớp muối, kiểu kim loại bão hòa. Tất nhiên là cái muối là muối itan và được nhúng vào trong cái dung dịch có chứa anion của muối đó. Ví dụ như là điện cực bạc clorit, ví dụ như điện cực calomen này bạn. Còn cái loại 3 ở đây là oxy hóa khử, thì là kim loại quý được nhúng trong cặp oxy hóa khử. Ví dụ như kim loại quý, ví dụ như là vàng hoặc là platin nhỉ? Thì người ta nhúng trong cặp oxy hóa khử, ví dụ như sắt 3 cộng sắt 2 cộng hoặc là cái điện hình. Điện hình nhất là điện cực hiđro. Hỏi kim loại quý nào. Nào, thử hỏi các bạn này, xem bạn này thế nào gọi kim loại quý nào. Phan Tố Nga nào. Thầy nghe em nói không ạ? Vâng, tôi nghe rõ rồi ạ. Vâng, cảm ơn. Bạn theo bạn thì kim loại nào là kim loại quý nào? Kim loại quý à thầy? Kim loại quý theo em như nào, phân loại như nào kim loại quý? Em nghĩ là hiếm và khó tìm ạ. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Vì quý thì nghĩ là chắc là khó tìm, hoặc là nó có nhiều cái giá trị thì gọi là quý. Tức là theo bạn thì những cái gì hiếm thì nó sẽ quý đúng không? Thì trong cuộc sống có những cái hiếm mà không quý chắc gì mà có những cái quý chứ chắc đã phải là hiếm đúng không? Rồi. Có nhiều ứng dụng ạ. Có nhiều ứng dụng. Thế tôi hỏi bạn cái bạn cho tôi ví dụ kim loại quý nào. Kim loại quý theo bạn Nga là kim loại nào ứng dụng? Bạc vàng. Platin ạ. Platin rồi. Theo em thì cái chỗ giữa vàng với chơi mặt đó học. Học rồi nhỉ, chị đỡ phải nói quan trọng như vậy. Cảm ơn bạn nhé. Bạn phải nói một cái điều quan trọng, kim loại quý theo định nghĩa của hóa học đó là trơ mặt hóa học, chứ không phải là hiếm, không phải là giá trị cao, đúng không? Hai chuyện khác hẳn nhau. Bạn chú ý điều như vậy. Vâng, cảm ơn bạn.
Thế thì khi chúng ta làm ở cái phần này thì chúng ta mô tả tôi bằng lời văn đầu tiên. Ví dụ như loại 1 thì là bản của dây kim loại nhúng vào trong dung dịch mới hòa tan của nó. Cái thứ hai là chúng ta viết tôi cái phương trình NES cho cái điện cực này. Và cái thứ ba là chúng ta cho một số các cái nhận xét quan trọng. Ví dụ như loại 1 chẳng hạn. Thì người ta nhận thấy một điều là một số kim loại không cho kết quả lặp lại. Ví dụ như là chrome, cobalt, nickel hoặc là sắt. Và một số cái loại thì không cho phản ứng thuận nghịch. Ví dụ như nhôm chẳng hạn. Bởi vì cái nhôm của nó sẽ phản ứng với oxy trong không khí tạo thành cái lớp oxit mỏng trên bề mặt điện cực, nó ngăn cản quá trình phản ứng thuận nghịch của diễn ra trong dung dịch. Thế còn loại 2 ở đây thì đó là không chỉ được dùng một điện cực chỉ thị đo cho thế ion. Đo thế cho ion mà đáp ứng cả với nồng độ của anion. Như chúng ta đã biết đối với điện cực bạc chẳng hạn, hoặc là điện cực calomen chẳng hạn, thì cái điện cực nó nhạy với ion Cl trừ đúng không? Đấy. Thì cái điện cực này còn gọi là điện cực anion mà như vậy. Và chúng ta cũng viết cho tôi một cái phương trình tính thế của nó ra. Chúng ta chú ý một cái điều là nếu như bài thi mà người ta nói là anh ấy chị ấy trình bày các loại điện cực loại 2 được ứng dụng trong các phép đo điện hóa, thì chúng ta vui lòng trình bày cho tôi hai loại, đó là bạc chlorid và calomen theo tuần tự trình bày, mô tả, viết phương trình phản ứng, đúng không? Rồi là một số chú thích đặc biệt và xây dựng một tôi công thức tính gì E0 của điện cực. Thì đó, tất cả làm đầy đủ những mục như vậy chúng ta sẽ có đủ điểm thôi. Còn cái điện cực loại 3 ở đây thì như bạn Nga bạn trả lời rồi đấy, là có thanh vàng và thanh bạc nhúng vào trong dung dịch có cặp oxy hóa khử. Dung dịch có cặp oxy hóa khử nhỉ? Thì đặc điểm cơ bản của điện cực này đó là quá trình chuyển điện tử. Ở điện cực này nó thường ra chậm và không đảm bảo tính thuận nghịch. Đấy. Thì đó là các cái điện cực loại 1, 2, 3 là như vậy. Và có cái điện cực loại 4 mà phân loại là không thuộc sách giáo khoa. Mà tôi muốn đưa ra đây, nếu chúng ta học xong bài này chúng ta tra tài liệu ra mà có, thì cái điện cực này được viết tắt là chữ CME này, thì là điện cực biến đổi mặt hóa học, tức là trên bề mặt điện cực người ta gắn kết thêm các cái nhóm chức, cụ thể là nhóm chức hữu cơ chẳng hạn, để cho nó có phản ứng đặc hiệu với một số các cái chất, qua đó có thể giúp để phát hiện và định tính định lượng các chất đó. Thì nếu trên thế giới hiện nay cái xu hướng nghiên cứu thì người ta nghiên cứu cái điện cực biến đổi hóa học nhiều hơn. Chứ còn mấy cái điện cực loại 1, loại 2, loại 3 kia thì mang tính chất phổ thông rồi, có rất nhiều người nghiên cứu rồi, nó không có tính chất đột phá nhiều. Đó. Thì đó là một số các cái điện cực về kim loại, về chỉ thị kim loại. Sang đến bài tuần sau thì tôi sẽ nói về điện cực màng. Thế trước khi đi vào cái bài lần sau thì tôi nhắc lại một lần nữa là bắt đầu từ bài tuần sau thì chúng ta có thể có một bài kiểm tra thường xuyên lấy điểm và tự kiểm tra nó khoảng độ tầm 10 phút thì thôi. Đấy, nên các bạn chú ý có mặt đầy đủ nhé. Có thể có, tôi nói có thể có. Thế trước khi dừng này, thì tôi sẽ viết cho đây chúng ta một cái chữa luôn cái bài tập tiếp theo này. Ở cái bài 12, 14 này. Bài 12, 14 người ta có một câu hỏi thứ hai là người ta viết là anh hay chị hãy viết cho tôi cái sơ đồ mạch điện hóa khi cái điện cực là bạc sulfit đó. Bảo vào sulfit đó nó đóng vai trò là cathode, thì còn cái điện cực calomen đóng vai trò là anode. Thì trong trường hợp này chúng ta viết như thế nào? Đây, thì trong trường hợp này chúng ta xử lý như sau. Tôi sẽ chữa cái bài cụ thể bài này. Mà chúng ta chờ một chút để cho cái bảng lên màn hình nữa. Bây giờ chúng ta nếu mà chúng ta viết cái phương trình đấy thì chúng ta viết như nào? Chúng ta viết về nguyên tắc ở đây thì chúng ta viết ở bên tuần tự từ bên tay phải sang bên tay trái đúng không? Ở bên tay trái trước này, bên tay trái đóng vai trò là anode này. Chúng ta viết ở tôi là chúng ta viết là có điện cực là có HG, đúng không? Dấu sổ.
thằng đứng nó nhận là HG gì? 2CL2. Được chưa? Cái thiết số sổ. Bởi vì cái đây là cái sự hình thành đấy đúng không ạ? Thế biết là KCL. Tôi xin lỗi. Này là KCL2 nhỉ? KCL tôi biết rồi đây, xin lỗi. KCL thì ta viết từ bão hòa vào đây. Đúng chưa? Như vậy nếu tôi viết tuần tự thì ví dụ này bên từ bên tay bên tay phải thì chúng ta đã biết từ được cái điện cực là anode rồi. Đối với cái mạch đo này thì người ta lại không nói rõ là có dùng cầu muối hay không. Nên về nguyên tắc chúng ta biết dấu phẩy cũng được. Hoặc là nếu như chúng ta biết không biết dấu phẩy mà chúng ta biết dấu hai tay thẳng đứng thì chúng ta phân tích của phía dưới là mạch này sử dụng cầu muối đúng không? Còn bên tay trái của chúng ta là điện cực gì? Điện cực bạc sulfit. Bạc sulfit. Chúng ta viết như nào? Chúng ta viết là S2 trừ. Tất nhiên trong mở ngoặc ở đây chúng ta biết là X bằng là X mol đúng không? Ở ngoặc lại. Sau đó ta viết gì? Dấu sổ. Sau đó ta viết gì nào? AG 2S. Dấu sổ. Và AG. Đó. Thì nếu như ta viết đầy đủ như thế này thì chúng ta đã biết vô hình chung là chúng ta đã biết được chúng ta đã biết được cái điện cực của chúng ta cả bên anode và cả bên cathode. Đấy. Được chưa? Đấy thì đó là cái yêu cầu người ta viết là cho cái mạch điện hóa như vậy. Vâng. Có lẽ là đến thời điểm này thì tôi đã trình bày xong cái nội dung học của chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù rất là ngắn gọn thôi. Thì có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng buổi học ngày hôm nay ở đây. Đến buổi tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu tiết 3 và tôi nhắc lại là có thể có phần kiểm tra. Các bạn không mắc gì không ạ? À, em thưa thầy, tuần sau bọn em vâng. Bị vắng lịch vào thứ hai vào ngày nghỉ lễ ạ. À? Thì bọn em vẫn nghỉ bình thường có bù vào tiết nào không ạ? À? À có bù vào hôm nào không ạ? À? À, chắc là đúng rồi đấy, bạn nói tôi mới kiểm tra lại lịch như thứ hai có nghỉ lễ đúng không? Bạn có như thế. Thực ra thì tuần sau chúng ta còn học hai buổi, một buổi là ngày thứ hai, buổi ngày thứ sáu đúng không? Thì có lẽ nếu mà đúng lịch nghỉ lễ thì chúng ta cứ nghỉ lễ bình thường thôi. Thế còn nhà trường sẽ phải thông báo bù lại. Nếu như không có gì đặc biệt nhé, tôi nói là nếu không có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ bù vào tuần tiếp theo, tức là vào thứ hai tuần tiếp theo. Còn nếu như lớp ta, hiện tại lớp chúng ta nhé, hiện tại lớp chúng ta còn trống buổi nào nữa không? Trong tuần ấy. À, trong tuần thì bọn em được nghỉ thứ bảy chủ nhật ạ. À, thứ bảy chủ nhật gì? Thế thì về nguyên tắc nhé, tôi nói về nguyên tắc là chúng ta có thể học vào sáng thứ bảy được đúng không? Nếu mà chúng ta khắc phục chúng ta giải quyết luôn tuần đấy. Thì sáng thứ bảy tôi học luôn có vấn đề gì đâu. Sáng thứ bảy chúng ta học bắt đầu từ 8 giờ rồi ngã. Từ vòng 8 giờ đến 9 giờ là chúng ta sẽ bù được hai tiết, hai buổi của ngày thứ hai thôi. Em thưa thầy là vào tuần tới thứ bảy có các nhóm thực tập vào sáng thứ bảy nữa rồi ạ. À, có nhóm buổi sáng gì? Tùy lớp chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta buổi sáng chúng ta kẹt thì chúng ta làm buổi chiều nếu như chúng ta cảm thấy là chúng ta cần phải xử lý ngay. Còn nếu không thì bạn nào cán bộ lớp có thể vui lòng liên lạc lại với tôi vậy. Chúng ta còn buổi thứ sáu tuần sau đúng không? Trong vâng. từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu thì chúng ta có trống buổi nào nữa không? Để chúng ta bù không hay là chúng ta kín hết rồi? Để bọn em check lại lịch rồi báo lại với thầy được không ạ? Nhất trí đấy thì bạn có thể liên lạc lại với tôi nhé. Được chưa? Dạ vâng ạ. Rồi nhất trí, bạn có thể liên lạc lại với tôi được nhé. Thì nếu chúng ta không mắc gì đặc biệt, chúng ta tạm dừng buổi này ở đây nhé. Đến buổi sau thì tôi sẽ đi nốt phần còn lại và có thể chữa thêm số bài tập và có thể có bài kiểm tra.